sắp đến giờ bay rồi kìa. Hợp đồng đâu? Sao lại không mang đến? Tìm em báo cáo đi, bên thuê đang gọi kìa. Bức ảnh này là tấm vé trở về tuổi thơ. Nếu bạn đang tụt mút, mời bạn nhanh chân lên chuyến tàu thời gian mang số hiệu 8M2. Câu ca hát vang lạ lạ, em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhận quỳnh mà. Ngày tháng họ trò nhiều giận hơn vu vơ, nụ cười làm suốt tan bao khó ca. Chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo, cứ thế nhún vai thay cho lý do. Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời. Niềm vui và lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới sẽ quên em muôn màu. Không ngại ngùng, không thẹn thùng, không sợ lo. Đó mới chỉ là em. Bao nhiêu mộng mơ tuổi từ thơ ở hồn nhiên, ôi người thơ ngu ngơ. Có ai biết những điều đó sẽ vui sáng tương lai? Khi niềm vui, khi thành công thuộc về em, khi ngại ngùng chỉ cái tên nhất quy nhĩ mà. Xin thông báo, chỉ còn 30 phút nữa sẽ kết thúc chặng hành trình. Hành trình trở về quá khứ đã kết thúc. Hy vọng chuyến tàu là động lực để quý khách giữ vững được sức trẻ và sự đam mê của mình trên con đường trưởng thành. Xin cảm ơn. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được.